Từ trưa 15 tháng 10 năm 2020, nhiều xe y tế chuyên dụng đã vào hiện trường trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67, là nơi đoàn cán bộ cứu hộ cứu nạn có 13 người mất tích 3 ngày qua trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Các xe y tế sau đó quay trở ra và hướng về Bệnh viện Quân y 268 ở thành phố Huế. Hiện đã có 9 thi thể cán bộ mất tích được tìm thấy. Theo ghi nhận, sau 3 ngày nỗ lực thông tuyến, hiện tuyến đường vào trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 dù đã thông nhưng vẫn còn rất nhiều điểm tiềm ẩn sạt lở lấp đường. Vì thế, các phương tiện rất hạn chế. Để vận chuyển thi thể, các xe y tế được hướng dẫn của những xe chuyên dụng của quân đội. Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã đến Thừa Thiên Huế, làm việc với lực lượng công an tỉnh này và đang dùng sức cùng với lực lượng quân đội cứu hộ cứu nạn, những cán bộ, công nhân mất tích do sạt lở đất. Ông Sơn cũng đã có cuộc họp nhanh với Sở Chỉ huy Tiền phương do quân đội chủ trì đặt tại Phong Xuân. Hai bên đã đưa ra những giải pháp phối hợp lực lượng để triển khai nhanh chóng, an toàn, hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ. Ông Sơn lưu ý, lực lượng công an phải hết sức nỗ lực để chạy đua với thời gian, phối hợp tốt với các lực lượng khác để sớm tìm kiếm những người mất tích, giúp bà con nhân dân, người thân bớt lo lắng, đau buồn. Chiều 15 tháng 10, nhiều xe cẩu lớn, xe chiếu sáng công suất lớn được tiếp tục điều động vào hiện trường, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Hiện trời chuyển mưa, đường trơn gây khó khăn thêm cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ.